Hi, Sawadee kap kap. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Sau bao nhiêu năm tháng hiến máu không ngừng nghỉ, cuối cùng Hàn Sương đã mắc được kỹ năng chủ động và bị động. Vậy nên ở video này chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm combo Ngọa Hổ Tàng Long kết hợp Hàn Sương mắc kỹ năng để xem lượng sát thương đến từ chiêu chủ động băng kích bây giờ sẽ gây thêm bằng 16% máu tối đa của bản thân to như thế nào. Tiếc mỗi điều, đây là con ác của người ta, có phải ác của mình đâu. Ác của mình ư? Với cái đà đen như hiện tại để mắc Hàn Sương nó còn xa vời lắm. Bây giờ sẽ tìm trận đấu để test cho em coi. Và đương nhiên cái vật phẩm không thể thiếu kết hợp với Hàn Sương đó chính là nạp. Nạp một phát thôi, đối phương dính ấn của Hàn Sương thôi. Dưới 10k máu, hỏi một câu sống hộ. Tìm thêm bạn bè vào, may ra mới có thể bắt được trận, chứ đi đơn lẻ một mình tìm trận khó lắm. Từ từ để mình nhân tiện đây xem qua về cái trận pháp của con ác này hiện tại nó như thế nào. Bây giờ mà kích được sao ở trong trận máu nữa, tổng kỹ năng pet đạt 16, tăng được thêm 50% máu. Kết hợp đàn xương lại thơm, vấn đề là chưa có bạch hổ. Giờ đợi sự kiện even nó xuất hiện cái bạch hổ trong kho tàng ấy, kiếm được con bạch hổ về cái thì con ác này lượng sát thương cũng như là lực chiến cải thiện lên một cách khá là đáng kể đấy. Tiền về cứ tưởng tìm mãi không thấy trận đâu. Ngon nhá, với cái Ngọa Long này vũ khí cơ bản máu đá trâu, thêm vào đó đỡ đòn siêu khủng, thế nên là mình sẽ bay ra làm tanker, làm sao cho mục tiêu dễ ném nhất. Mà khi đối phương ném chúng mình sẽ bay góc này, mình núp vào đây, mình nạp cái thì bây giờ né làm sao được cái dấu của Hàn Sương đây. Trừ khi các bạn xài thanh tẩy hoặc là xài thổ thần nó có thể nuốt được dấu ấn của Hàn Sương nhé. Cũng có một số bạn thắc mắc comment ở mấy video về Hàn Sương trước của mình, thì nhân tiện đây thì mình cũng giải đáp luôn vì tại sao. Mình cũng đã test thử rồi, kể cả cái con thổ thần nó hay phết nhá, cái chiêu chủ động của thần ấy hút tất cả buff bất lợi và chuyển hóa thành HP. Cái chiêu thức đó nó mất có một ít thể lực lắm, một tí à. Ui, nhưng mà đối phương lại không căm vào mình mới đau chứ, mà chả sao, đam vào bản thân nhá. Chưa kể đến cái kỹ năng chủ động này, cái chiêu thức bị động của Hàn Sương khi mắc cũng rất là phê, nó sẽ phản tới là 32% sát thương nhận vào. Đây, 32% sát thương này, đối phương đam mình 1000 máu là tự bắt động, đối phương đã mất tới 320 máu rồi, và sau đó đến tên mình dồn sát thương vào. Tính ra hiện nay Huyền Vũ chưa xuất hiện, nên cái meta Hàn Sương nó bùng nổ ở các server mà mình nghĩ là các con best sau này ra nếu không phải Huyền Vũ rất khó có thể thay thế được Hàn Sương. Chẳng hạn như nó ra Niên Thú này, hay là ra YE. YE thì cũng cân nhắc nhá, cái kỹ năng con YE nó cũng khá là thú vị. Vấn đề là đợi thôi, bên game chưa biết là tình hình nó tính toán ra sao, even như thế nào. Mình bay gần như thế này, mấy bố không ném cứ căn cái thằng đồng đội mình ở xa tít thò lò làm cái gì. Này thì là ấy này, à không, mình nạp đi xem có thêm tẩy. Ui ôi, thôi khổ thân. Này này, lọ mọ một đòn. Ui ôi, Ngọa Long nó ban cũng không phải dạng vừa đâu, nhất là khi đã được nạp tăng thêm tới là 100% công nữa thì đối phương sống sao bây giờ. Cái món Ngọa Long này các bạn nên để ngọc bao gồm đỡ đòn tầm 30%, có nghĩa là ngọc xanh phụ đỡ đòn. Ngọc tím thì các bạn để cho mình là 2 viên kháng sát thương ấy. Cái đấy kết hợp với đỡ đòn rất là tuyệt vời. Bởi vì khi các bạn đỡ đòn, cái lượng sát thương các bạn được giảm đi, nó sẽ được tăng tiến lên nếu mà các bạn để ngọc kháng sát thương. Ngọc vàng thì đương nhiên rồi, mắc xuyên giáp. Còn 2 viên tím còn lại các bạn để bắn xuyên. Đấy là bảng ngọc mà do mình tự... Uầy! Combo huyền thoại à? Giờ nhặt thêm cộng 2, cộng 3 xem nào. Đào phát cho mình chết tươi luôn đấy. Vấn đề là chắc là đam đồng đội mình rồi. Đấy mà, vẫn ham đồng đội mình cơ. Bố đấy có cái gì đâu mà bị bố lại ham bố thế. Gái trai tơ đây không thịt.
Đây, bây giờ đây bay lại cho dễ chơi này. Mình sẽ cố gắng test được cái kỹ năng chủ động này nhá. Ba bát để cho đối phương có lượt đi. Bố đấy dồn combo nhiều quá, mất bao nhiêu thể lực liền. Đừng có nói bây giờ lại bị hôn mê nhá. Hôn mê chết dở hay là bố này trên lầy là bay mẹ lên nóc nhà của thế giới. Bay lên đây ỉa chảy cái thôi xong. Mình, à không, mình cũng hồi bay đây này. Eo tu à? Rồi, ui ngơ cả mặt. Cho cơ hội được hiếp dâm gái tơ không thích. Này thì đứng đợi chờ lại phúc à? Hay kết thúc của niềm đau à? Đang phát chết ngay. Và ngọa long này thì hiện tại đi leo danh thì mình thấy là kết hợp với thương cổ là hợp lý. Ngọa long châu bò đỡ đòn cơ bản của nó hiện tại là món vũ khí có lượng đỡ đòn cao nhất rồi, đạt tới là 25%, nên các bạn để thêm ngọc tầm 30% nữa là nó lên tới là 55% đỡ đòn. Chưa kể đến là các bạn đi tu luyện này và một số các cái thứ khác nữa, nó cũng có cộng lượng đỡ đòn lên nên đỡ đòn rất là cao. Ồ, lại gặp hai thanh niên vừa nãy này. À ha, hai thanh niên vừa nãy nhá, mình có nên hỗ trợ này thì hai thanh niên vừa nãy. Ồ, kháng tính thơm, đáng nhất phát đấy là mình bị bùng cháy của con hỏa thần nó gây ra rồi đấy. Ai dè ăn được kháng tính, thanh niên này cầm phong thần chắc là đam mình rồi. Đam mình xong để mình bay xuống đây, hay quá nhở. Ồ, nhưng mà không bay quá xa. Ờ, được được, núp góc này là đẹp luôn. Và cũng có bạn đặt ra câu hỏi là mình cầm màn xương, mình úp đạn hỗ trợ cho đồng đội mình thì đối phương đam đồng đội mình có bị giấu hàn xương không? Thì câu trả lời là không nhá, hoàn toàn không bị giấu hàn xương đâu. Và thêm nữa là chẳng hạn như đối phương dùng hàn xương, đúng không? Ví dụ thanh niên này dùng hàn xương, bạn hỏa thần này đam thanh niên này là bạn hỏa thần sẽ bị ăn cái dấu của hàn xương đồng đội. Thì chính cái khi đó mình kích hoạt cái chiêu thức hàn xương của Theta, nó vẫn kích hoạt dấu hàn xương của đối phương nhé. Miễn làm sao xuất hiện dấu hàn xương, phe nào dùng cũng được cả. Đó, một cái quá lợi thế của hàn xương. Con bét này mình nghĩ nó sẽ làm chùm meta trong khoảng thời gian dài, đến khi ra được huyền vũ. Mà huyền vũ mình nghĩ nó sẽ là một cái con bên game, nó sẽ để giai đoạn khá là lâu để cho mọi người đầu tư con hàn xương này, cũng như là một vài các con pet khác ra đã. Sau đó nó mới tung ra huyền vũ để chiến thuật kinh doanh cũng như là hút máu của nhà phát hành. Đây, lao vào xuống này, đam một phát này, tòe mỏ này, gà gà, núp núp này. Bùm. Ngoài việc mang vào trong làm thành pet chính thì cái con hàn xương này các bạn hoàn toàn có thể để ở hai ô trận. Thứ nhất là ô trận máu, thứ hai là ô trận tốc. Bởi vì tốc cơ bản của nó cũng khá là cao, máu cũng trâu. Khi để mà máu thì các bạn có thể tận dụng cái khả năng kháng thủy. Ấy, ép kháng thủy khá tốt nhá. Bởi vì bây giờ meta hàn xương nó mang trong mình thuộc tính thủy, thì các bạn dùng kháng thủy thì sẽ giảm công nguyên tố đi rất là nhiều. Ô, à và này gặp hai thanh niên mới lạ này. À, tủ nha, hai tủ nha, nhưng mà mình đây tôi thấy là lên đây là hợp lý nhất này. Chạy đi đâu mà mộn mà vàng, bay lên kia thì đối phương lại còn có nhiều sự chọn. Thế nên là mình bay ôm thằng đồng bọn mình là hợp lý. Giờ thì chắc chắn rồi, đam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đam thẳng mặt mình và đồng đội mình thôi. Mà đương nhiên từ nãy giờ mình cũng chưa kích hoạt được cái chiêu nào phát nào đấy. Đối phương bị phản kìa, cuốn trưởng. Đừng có bay nhá, tủ đứng nam xa mới phê. Đồng đội mình ném mình cũng ăn dấu, nhưng mà mình dùng cái chiêu chủ động này thì đồng đội mình cũng mất dấu đi, không bị mất máu, chỉ có đối phương bị thôi. Giờ phụ thuộc vào cái thanh niên tủ này cố choang chuẩn nhá. Gió đẹp luôn, gió xuôi 1.8. Núp à? Chơi một bài gì đây rồi? Đứng ở đây là có góc bắn rồi mà. Trời ơi, con lệnh bố. Con lệnh bố. Đây, các bạn xem này. Đây chính là bộ combo hoàn thiện bán xương nạp. Kết hợp với đó là con tăng cường,
Nếu mà có kiến đỏ sẽ dùng kỹ năng chủ động kiến đỏ nữa để tăng thêm 37% công. Và khi đó chiêu thức chủ động của Á Sương gây thất thương đạt được là... Ôi dồi, không kịp nhìn luôn. Quả đấy hình như là 11.000 máu, không chí mạng thì phải. Nếu mà chí mạng thì lượng sát thương nó sẽ cao hơn nữa. Cái chiêu thức này hoàn toàn nó có thể chí mạng được nhá, cái chiêu băng kích của Hàn Sương. Và đối phương cũng hoàn toàn có thể đỡ đòn được cả cái chiêu băng kích này luôn. Và khi mắc được kỹ năng, lượt hồi của nó là 4, thể lực tiêu tốn là 40. Nếu mà các bạn có con thú cưỡi là cừu thì ngon hơn. Cừu máu trên 40% là tăng 20% công. Nó không mất thể lực để dồn phẩm item, đỡ cho các bạn cái khả năng bị mất tơn đấy. Bởi vì dài nguyên cái combo này là hầu như là chẳng thể lực rồi. Cái này là 30 này, cái này là 40-70 này, thêm cái này nữa là 90 thể lực rồi nhá. Đánh tầm lực chiến ngang ngang nhau, dùng cái combo này, một là các bạn giết được đối phương, hai là đối phương ít nhất phải tơn. Mà đến tơn đối phương cái, đối phương nạp xong nó dồn đam ngược trả ở lại, là khả năng các bạn bị toang rất là cao. Ngoạn long ở cái phiên bản này thì không nên chơi theo kiểu là ngoạn long đào. Cái đấy ở cái hồi Kassina đi tanh thì từng làm mưa làm gió, cũng như là không kết hợp với nữ thần tuyết để làm gì. Bởi vì nữ thần tuyết thì chiêu thức của nó đan trên lượng giáp, giáp cũng lắm lên được 600-700 giáp thì nhân lên với nữ thần tuyết nó gây được có lượng sát thương là hơn 2k đến 3k máu thôi, tùy vào lượng giáp mà các bạn đang có. Trung bình là 2k đổ lên và cao nó rơi từ 3k rưỡi đổ về, mà nó lại hoàn toàn không có kết hợp với vật phẩm tăng đạn nên dây, nên là mấy cái nạp nhất các thứ nó cũng không có tác dụng gì cả. Đây ba đi cho mấy bố dễ ném. Ôi ôi, căn thằng đồng đội mình khoảng cách xa vời đấy, cầm quả hàn xương bây giờ nha, gần như là ai cũng biết đấy là cái chiêu trò đam hàn xương là để ăn dấu sau hàn xương dồn đam. Thế nên là đối phương bây giờ tỉnh lắm, không còn như lúc hàn xương mới ra nữa. Lúc em nó mới ra thì mình cứ bay gần là auto đối phương đè đầu đưa cổ ra ném vào, bây giờ thì tỉnh đòn rồi. À mà cái hàn xương này mang đi cùng bắn thú vị nhá, một team mà có 5 hàn xương ấy, đi cùng bắn các bạn đứng vị trí nào cũng ok, đối phương chỉ cần đam vào đội hình tem của các bạn thôi, đam đứa nào cũng được, các bạn hoàn toàn có thể kích được dấu nhá. Và khi đấy chỉ cần một chiêu thức đấy, chỉ cần combo vừa nãy mà các bạn có thể thấy thôi là coi như là một trận đấu cùng bắn đã được kết thúc rất là nhanh. Đi full 400 điểm cùng bắn mất tầm 15 phút. Từ 11 giờ trưa thì các bạn mất tầm đến 11 giờ 15 đến 11 giờ 20 là coi như xong điểm cùng bắn. Đến 11 rưỡi là đi đam tượng là vừa hay ok ổn. Mình cũng nếu mà cái số của mình nó đỏ ấy là cũng khô máu hàn xương như con năm này rồi, nhưng mà nó đen quá. Các bạn xem video của hàn xương đấy, 30 cải bạc được có bao nhiêu? 30 mạch hàn xương. Chán bỏ sừ đi à, còn đâu động lực nữa. Giờ cũng VIP 15 rồi, con hát NBH đấy. Mình đang đợi có cái món vũ khí anh hùng ra, hoặc là con pet mới nào ra ấy, thay thế được hàn xương thì mình sẽ ok khô máu. Còn ra vũ khí anh hùng thì mình thấy kẻ diệt cũng được, khắc chế khá tốt meta thương cổ hiện tại, với khả năng xuyên giáp kết hợp với đó là chiêu cuối phong ấn vật phẩm item mục tiêu. Đối phương chỉ có thể đam thường hoặc là dùng bay, không dùng các vật phẩm kết hợp được. Đó chính là lý do mà mình thấy là hay đấy. Đợi chờ thôi, mới lính lương xong, bây giờ cũng còn vài chục nên cứ gọi là thoải mái. Vấn đề là tùy event, đợi event ra đã, chứ không ham hố quay hàng xương nữa, chán rồi. Rồi ván này có loa nhá, loa bây giờ bay lên kéo nó băng phong nạp. Nhưng mà băng trong nạp với cái lượng máu hiện tại là 11k máu, kết hợp với đó lượng đớ đòn trâu này, giáp cũng cao, khả năng mình chết là thấp lắm. Nạp rồi, bay núp góc này là nạp hay à, vẫn bắn được. Ờ trời ơi, bố lại chơi quả bài giả nổi. Bố đang đứng dưới kia xong bố lại bay lên ạ. Mấy thanh niên bây giờ à, chơi quả núp xa vời đấy. Mấy bố bây giờ tỉnh thật, gặp hàng xương không còn như xưa nữa.
cái thời mình mới test hàng xương lúc mới ra ấy. Úi ôi, lúc đấy cũng nhận sướng, 14 chưa biết rõ là kỹ năng của hàng xương như thế nào. Bây giờ thì trải rồi, nếm mùi rồi. Lại lo, rồi, phá giáp, phản đòn. Mình mất được có rơi vào gần 1000 máu. Giờ đợi cho mình loa kia đam nữa, mong đừng đóng băng. Loa đóng băng là cũng chết dở, thế nên đứng đây thôi. Đồng đội mình đứng đây là hợp lý này, đừng có bò đâu xa nữa, bò xa nó đam đồng đội mình ngay. Cái hiệu ứng giảm thể lực của món khí ngoạ long này mình thấy nó cũng không có quá nhiều tác dụng cho lắm. Giảm thể lực nó rơi là giảm 30 thể lực của mục tiêu, mà mục tiêu combo cũng lắm là dùng cái này đó, 56 thêm thú là rơi vào là 50 rồi. Nó cũng có tác dụng ở cái đó, chính là ngăn cấm đối phương hồi máu. Nếu mà đối phương máu thấp ấy, xác định là dồn đam đủ chết thì mới dồn combo 56 kết với thú, còn không thì dùng cả dẫn dắt luôn. Đây loa full combo này, thiếu mỗi là nạt thôi. Đây là combo chuẩn bài của loa rồi, thủy thần hồi máu nữa, mất tầm khoảng 4k máu. Khổ ơi, khổ thân đồng đội mình, đồng đội mình nó toang rồi. Bây giờ đến pháo mang kích độ không, dồn thêm một lượt nữa xem nào. Khổ thế, xong rồi. Đây đây anh em nhìn để ý nha, xem bao nhiêu máu phát này. Vừa nãy mình quên mình không để màn hình rộng ra cho các bạn coi. Quả này mình đoán rơi vào tầm 17k máu, 14k, không chí mạng. Vậy là khi nó đạt được chí mạng thì lượng sát thương gây ra cũng rơi vào tầm 17k. Với 17k máu thì các bạn hiểu đấy, nó thốn thì phải gọi là thôi rồi đi. Nhưng khi gặp đội hình đối phương kháng thủy cao thì cái chiêu thức chủ động của con hàn xương này nó lại gây ra lượng sát thương không đáng kể đó lắm. Đã điển hình như là trong cái server này là có đông Lào. Ác này gặp đông Lào thì đương nhiên rồi, xác định ngay lập tức. Vấn đề là đi support cho mình, mà đa số là mình với Quỳnh Anh ấy đều đi đánh danh gặp đông Lào hoài. Đông Lào cũng phải có cái team khỏe thì mới cân được, chứ 1 cân 2 thì hơi khó. Lực chiến đông Lào thì bây giờ rơi vào 130 mấy k rồi, hơn mình là 10k lực chiến, và hơn cái Quỳnh Anh là vào 30.000 lực chiến. Dân dịch phải khác chứ, chuyên gia bất động sản các kiểu nó phải chất thật chứ. Ôi ôi, chưa gì đã làm ngay quả gà con quay xung quanh đầu thế kia. Thế nhiên trượt độ phát này mình sẽ không cần nạt nhá. Bật giáp kia là chết rồi, giáp kia thì đâu có thể ngăn chặn được sát thương đến từ hàn xương đâu. Và thanh niên vừa nãy đam mình trọng kích này và bị phản sát thương này, thốn chưa các bạn? Rồi end game phê. Hàn xương chơi quả này nó sướng lắm chứ, cầm ngọa long ổn ấy, kết hợp với thương cổ thì cũng ok. Hai cái món vũ khí hầu như là hiện tại mạnh nhất. Còn đấy là về mình cái vũ khí mà các bạn mất tiền nhé. Còn về những cái vũ khí cơ bản thì mình thấy là để đánh nhau với ngọa long này và xương rồng thì chỉ có một loa, nhưng mà loa máu yếu lắm. Một loa khả năng chưa kịp dồn nạp các thứ đã bị giết rồi. Thứ hai mình mà cái lựa chọn thứ hai là mình thấy ok hơn, đó chính là xương rồng. Xương rồng bow của nó mà trúng mấy cái viên đạn nhỏ cực ok luôn, mà nó lại bỏ qua giáp cơ, nên tính giáp của tương cổ cũng như giáp của ngọa long nó trâu đi chăng nữa cũng không hề hấn gì khi gặp xương rồng. Đây tôi lại bò đây đấy, mày bố làm gì làm đây. Lần này thì nạp này trực diện luôn này, đừng có hôn mê trọng kích nữa nhá. Thanh tẩy cũng ngon, thanh tẩy vẫn bị dẫn ính dấn dính ấn bình thường rồi. Một thanh niên đã bị dính ấn. Ôi giời ơi, bố đồng đội mình lọ mọ bay lên làm gì? Đứng ngay sát mình phải ngon không? Bay lên đây nó đan thẳng vào đồng đội mình mà không dính vào mình cũng được. Đó, nhưng mà phát này dính. Ui giời ơi, không chạm vào mình mới đau chứ.
Chán bố đồng đội thật. Bây giờ sẽ hàn xương bình thường nào. 4k4 máu nhá. Đấy, nó có lượng sát thương hoàn toàn khác biệt khi các bạn dùng các thêm vật phẩm tăng công như kiểu bom tăng cường là thú cưỡi kiến lửa này. Và khi kết hợp với nạp nữa thì còn kinh hơn. Sau này nó sẽ có thêm một vài thứ con thú cưỡi khác thay thế kiến lửa. Nó cũng tăng công nhưng mà đó chính là cái con hổ răng kiếm. Còn đấy cũng kinh. Và thanh niên ít máu này ném khéo bị phản sát thương chết này. Nếu mà quả này gà nó ra trọng kích nhá là bị phản chết đấy. Úi rồi, biết ngay mà không sai. Quả đấy mình phản là 1.000 hơn 1.000 máu, 1.400. Lăn đùng ra chết ngay. Trừ nộ này, phản này, bom tăng cường này, thú cưỡi kiến lửa này. Ui xổi, đám đau ấy chứ. Có phải là Ngọa Long chỉ là support đâu. Mang chút bắn xuyên để giảm được đòn mục tiêu, xuyên giáp để bỏ qua giáp, kết hợp với đó là ngọc đỡ đòn để tăng sức chống chịu, thêm kháng sát thương, kích hoạt giảm sát thương khi đỡ đòn được. Cũng kinh nhở. Rồi, và ok, clip này của mình cũng đến đây là kết thúc thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.